Quân đoàn 3 tổ chức hội thi tiểu đoàn trưởng chính trị viên các tiểu đoàn bộ binh cơ giới và binh chủng đủ quân giỏi toàn diện năm 2023. Gần 60 thí sinh tham gia thi ở các nội dung như thi nhận thức chung bằng hình thức trắc nghiệm trên cấp mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, thi chiến thuật, điều lệnh đội ngũ, bắn súng ngắn K54 bài 1 và bơi tự do cự ly 100m, xây dựng dự thảo, nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, điều hành hội nghị đảng ủy, thông qua kế hoạch chiến đấu của tiểu đoàn trưởng. Hội thi là cuộc sát hạch toàn diện về năng lực, trình độ, nhận thức, phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn trưởng, chính trị viên các tiểu đoàn, đồng thời là cơ sở để các đơn vị của quân đoàn 3 thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ mang tính toàn diện, sát với thực tế công tác của đơn vị, góp phần nâng cao trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ cơ sở.